Có một cái điều nữa đó chính là mỗi người chơi sẽ được thêm 1.000 điểm khi các bạn tham gia. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ có Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Đúng lời giữ lời hứa cho các bạn thì bây giờ sẽ là thông tin về trò chơi hội khi mà chúng ta chỉ còn có 22 giờ và 34 phút nữa là bắt đầu. Thực ra thì thông tin mình có từ ngày hôm qua rồi, bây giờ mình mới làm video được. Thì sẽ có luôn cho các bạn. Và trò chơi hội lần này sẽ có gì đặc biệt hay không? Có các bạn ạ, bởi vì đây là dịp Noel Giáng sinh nên chúng ta sẽ có một cái điều nữa, đó chính là mỗi người chơi sẽ được thêm 1.000 điểm khi các bạn tham gia. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ có 5.000 điểm cho mỗi người chơi. Bình thường chúng ta chỉ có max là 4.000 thôi đúng không? Và chúng ta sẽ có 7 cột nhận phần thưởng đấy các sếp ạ. Vậy thì phần thưởng đó thì như thế nào? Ok, khám phá luôn nào. Và anh em mà có nhu cầu mua vé vàng hoặc là những cái gói ưu đãi ở đây này thì nhanh tay liên hệ fanpage Akari Gaming của mình, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các sếp nha. Phong cảnh anh em đã thấy và trang phục Ice King thì có ở đây luôn. Nếu bạn nào mà chưa xem cái sự kiện đánh ngày băng tuyết này thì hãy xem lại cách của mình và cách của vợ mình vừa mới đánh hồi chiều luôn để xem khám phá nha các sếp nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cả là hình ảnh của trò chơi hội của chúng ta lần này. Let's go. Chúng ta sẽ có bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 28, vẫn như thường lệ hàng tháng thôi, diễn ra trong vòng 6 ngày. Max của mỗi người chơi là 5.000 điểm các bạn. Và nếu mà các bạn muốn nhận bonus điểm thưởng thì các bạn cần có 4.000 điểm. Easy game chưa? Và bây giờ chúng ta có cột mốc thứ 7 đặc biệt cho tháng cuối cùng của năm các sếp nhá. Và ở cột đầu tiên thì chúng ta có một ít vàng, nhưng mà mình quan tâm ở đây đó chính là có sách công trình. Và cái cột cuối chúng ta có đá cổ ngữ vàng. Anh em thấy phần thưởng như thế nào? Đối với mình cứ có phần thưởng là mình thích rồi, bởi vì dù sao thì những phần thưởng này nó đều giúp cho ngôi làng của các bạn sẽ nâng cấp một cách nhanh chóng, uy tín hơn và khét lẹt hơn nhiều. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những video sắp tới của mình nha. Mình đi đây, có nhu cầu cần gì về vé vàng, về gói gem hay là những gói ưu đãi này này, liên hệ ngay fanpage của mình với gần 117.000 người theo dõi các bạn nha. Bye bye anh em, Merry Christmas chứ nhỉ. Chúc Giáng sinh an lành đến quý vị và các bạn nha.